Ông Trump Trung Quốc sai lầm khủng khiếp cố che đậy Covid-19. Tổng thống Trump nói Trung Quốc không muốn dập dịch Covid-19 ngay từ đầu vì một số lý do. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Trung Quốc đã phạm sai lầm khủng khiếp. Phát biểu về nguồn gốc của Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3 tháng 5 nói rằng Trung Quốc đã phạm sai lầm khủng khiếp và đã cố gắng che đậy nó, theo hãng tin Sputnik. Tôi nghĩ họ, Trung Quốc BV đã phạm một sai lầm lớn và không muốn thừa nhận nó theo tôi là họ đã phạm sai lầm. Họ đã cố gắng che đậy nó, họ đã cố gắng dập tắt nó, nó giống như một đám cháy. Các bạn biết đấy, thật sự giống như đang cố gắng dập lửa. Họ không thể dập được nó, Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm 3 tháng 5. Lẽ ra đã có thể dập được dịch ngay từ đầu. Họ, Trung Quốc, không muốn làm vậy vì một số lý do và chúng tôi sẽ tìm ra lý do đó, Tổng thống Trump nói tiếp. Những tuyên bố của ông Trump đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mark Pompeo khẳng định có bằng chứng to lớn cho thấy virus SARS-CoV-2 gây dịch cô. Viết 19 thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Trung Quốc trước đó bác bỏ các cáo buộc cho rằng COVID-19 có liên quan tới một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Một quan chức hàng đầu thuộc phòng thí nghiệm Vũ Hán đã phủ nhận có bất kỳ vai trò nào trong việc làm lây lan dịch bệnh chết người này. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, tin rằng virus gây bệnh COVID-19 bắt nguồn từ loài dơi. Cộng đồng tình báo Mỹ đến nay cũng cho rằng virus này không phải nhân tạo hay biến đổi gen. Virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được báo cáo xuất hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hồi tháng 12 năm 2019, sau đó nhanh chóng lây lan trên phạm vi toàn cầu. Hôm 11 tháng 3, WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins Mỹ, đến nay hơn 3,5 triệu người trên toàn cầu nhiễm COVID-19, trong đó hơn 240.000 người đã tử vong.